Ngày 3 tháng 1 tại nhà thi đấu thể dục thể thao Trà Vinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trà Vinh tổ chức khai mạc giải bóng chuyện hơi nam nữ mừng đáng mừng Xuân Quý Bảo năm 2023. Tham dự giải năm nay có 25 đội với trên 300 vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trong đó có 18 đội nữ và 7 đội nam. Đây là hoạt động thể thao hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và thi đua thực hiện thắng lợi kỳ quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đại Vinh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua giải nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ chỉ đại, qua đó khuyến khích cán bộ công chức viên chức người lao động tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thúc đẩy sự phát triển phong trào thể thao trong nhân dân trên địa bàn tỉnh Đại Dinh. Giải được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 1 năm 2023 tại nhà thi đấu thể dục thể thao Trà Vinh.